Ơi, Đất Rẻ Hòa Nguyễn xin kính chào toàn thể anh chị cô chú nhé. Hôm nay em xin chia sẻ mảnh đất là 1.680 m² ở thôn Đằng Thành, xã Mương Máng, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Mảnh đất rất đẹp nha anh chị cô chú. Bây giờ mình cùng tìm hiểu về mảnh đất này nha. Trước mặt anh chị cô chú là con đường tỉnh lộ 707, đây đi ra ngoài quốc lộ 1A là khoảng 4 cây số. Và đi vào đất là khoảng chừng 300 m nha anh chị cô chú. Hai bên đường vào đất nhà cửa rất là đông đúc nha. Đường này đường lộ nhựa, xe hơi vào đến nơi nha. Đây em đang đứng trên cái vị trí mảnh đất này anh chị cô chú. Mảnh đất này là 1.680 m², là có 300 m thổ cư nha, có ngôi nhà cấp 4 và bên cạnh đó nó còn 1.000 m² chưa có nhập vào sổ nha anh chị cô chú. Thì nhà cái mảnh đất này là mặt tiền đường của nó là 16 m, gần 16 m rưỡi đó, và mà nở hậu là 26 m3. Bây giờ em sẽ đi vào trong cái mảnh đất này. Đây thì trên mảnh đất là có 300 m thổ cư và có nhà cấp 4, điện nước của nhà nước nha anh chị cô chú, là mua là ở sẵn luôn. Đây thì cái phía sau này đất này rất là đẹp, về sổ sách là rất đẹp nha anh chị cô chú. Thì do chủ nhà đang khó khăn về tài chính cho nên chủ nhà cũng mới bấm bụng bán cái mảnh đất này thôi, chứ đất này đang canh tác. Thì chủ thu về cái mảnh đất này là 1.700 tỷ nha anh chị cô chú. Hôm trước em đăng một lần rồi thì cũng có người trả 1.550 tỷ, cô chưa có bán. Đây thì em quay sơ lược về cái mảnh đất này, về cái chiều dài, cái chiều ngang này đó thôi. Còn anh chị cô chú mà xuống đầu tư hoặc là mua ở hay mua đầu tư gì đó, thì chủ nhà sẽ làm ranh lại cho anh chị cô chú nha, là chỉ chi tiết luôn. Đây em đang đi cái bờ ranh đây, và sẽ hỗ trợ cho anh chị cô chú nếu anh chị cô chú nào mà muốn xác nhập một sào dư nằm ngoài sổ đó, thì chủ nhà sẽ ký cho anh chị cô chú để làm luôn nha, hỗ trợ để mà xác nhập sổ. Còn cái này là bán, là bán tông sổ là 1.680 m² đó, thì có 300 m thổ cư, có nhà cấp 4, điện nước đầy đủ hết. Mảnh đất hình chữ nhật rất đẹp nha. Em đang đi lên cái ranh đây. Thì hôm nay em đăng lại cái mảnh đất này, em có đăng một lần rồi nhưng mà cũng cái giá cả nên cũng có người hỏi giá cả hơi thấp, cô chưa có bán. Thật sự cô cũng bấm bụng để bán thôi, chứ do đang nợ tiền ngân hàng á, vì vậy mà cô mới quyết định bán. Thì anh chị cô chú nào thấy cái giá cả hợp lý thì mình có thể gọi cho Đất Rẻ Hòa Nguyễn trên cái số điện thoại để trên cái phần tiêu đề nha anh chị cô chú. Thì 1.700 tỷ nha, nhưng vẫn còn thương lượng. Nhưng mà giảm nhẹ thôi anh chị cô chú, chứ còn không có thấp đâu. Đây là cái ranh phía bên tay phải đây. Thì cái ranh này là nếu mà tính từ mặt tiền đường vô đó, nó nằm bên trái nha anh chị cô chú. Đây, ranh rất là đàng hoàng hết. Thì đương nhiên khi anh chị cô chú quyết định mua thì chủ nhà sẽ làm việc cụ thể. Em là chỉ người truyền đạt cái thông tin có người bán đất đến anh chị cô chú thôi, và tìm khách cho chủ. Giá cả thì anh chị cô chú làm việc trực tiếp với chủ nhà. Thật là đẹp. Bây giờ là gần 5 giờ chiều ở Mương Máng, Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận anh chị cô chú. Ở thanh long này cũng đang cho trái. Nếu mà anh chị nào
mà thích làm vườn, mà có nhà sẵn, có vườn sẵn thì đây là một cái cơ hội rất tốt để anh chị cư trú đầu tư. Em nghĩ mảnh đất 1.600 m² là có sổ rồi, và 1.000 m² nằm ngoài sổ nữa, mà lại có 300 m² thổ cư, có nhà cấp 4 thì nó quá tuyệt vời, phải không anh chị cô chú? Mình về mình ở luôn, không có cần phải xây cất gì nữa. Nhà thì cũng mới xây năm rồi, nhà cũng đẹp. Điện nước thì của nhà nước. Mặt tiền đường là 16.5 m. Đi ra từ đây ra Phan Thiết thì khoảng 9 cây, ra quốc lộ 1A thì khoảng 4 cây nha. Đó, ngôi nhà đây. Rất là đẹp phải không anh chị cô chú ơi. Đó. Thì xung quanh cũng có nhà luôn nha, đó, hai cái nhà song song với nhau nè. Ờ. Để em quay lại phía trước mặt tiền đường cho anh chị cô chú xem. Nhà mới xây năm rồi, còn mới luôn. Chủ nhà đang ở đây, cô chủ nhà này họ cũng đang khó khăn lắm mới bấm bụng bán cái mảnh đất này cho anh chị cô chú á chứ. Nói chung là con cái nó làm cổ, bây giờ mình sẽ cứu nó. Dạ. Là sổ còn nằm ở trong ngân hàng luôn hả cô? À, dạ dạ. Hy vọng đăng clip này anh chị cô chú xem được thì thấy giá cả hợp lý thì xuống để giúp đỡ cho bà cô. Bà có tiền bà lấy sổ về với bà trả nợ bớt. Đây con đường đây, đường nhựa xe hơi tới nơi luôn. Thì đối diện là cái miếng đất này là cũng người ta mới mua đó anh chị cô chú. Người ta cào thanh long ta bỏ hết nè. Rất đẹp nha. Thì em chụp tổng quan lại một lần nữa, có ngôi nhà cấp 4 trên mảnh đất 1.680 m², có sổ, và trong đó là có 300 m² thổ cư, mặt tiền đường là 16.5 m, điện nước nhà nước đầy đủ, và giá là chủ thu về 1.7 tỷ còn thương lượng nha. Thì hôm trước có khách trả 1.5 tỷ mà cô chưa có bán, nếu mà 1.6 tỷ nghi chắc cổ bán á. À. Rồi một lần nữa thì đất rẻ Hòa Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại anh chị cô chú trong một cái thời gian gần nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.